có. Cái vì máy đi không nghe nữa. À nhưng máy chị hình như loa hoặc làm nhỏ chị không nghe được. Hiểu có hiểu hay ai đã làm được việc hay không không biết đã có cảm xúc hơn nó có vui buồn không gì có. Chị là bộ đội hay là thanh niên trong phòng? Bộ đội ạ. Bộ đội trung sở. Dạ. Thế là chị tham gia từ thời gian nào? Năm đi. Thế là ở Trường Sơn là cụ thể là đâu chị? Thái Bình. Công ty. Ở sau lưỡi bán loại vẫn là đi mở đường từ cái sánh trở vào. Anh nó làm thờ vọc hả? Họ nói lan ra cái tài khoản họ lan tiền để một vài thảo thì chỉ nó cũng còn chứ lần đầu thì tại đây mổ mười lăm triệu đó là vết thương đặc biệt tại sao vậy chưa có đau lắm nào còn về trả công nói không đi làm cái chứ được mình là đế đúng không mà còn đế năm ở năm mấy ạ? Năm 16. Con mổ lại mổ cái hai cũng năm rồi. Chị cũng năm rồi. 96. Chị có làm việc gì đâu? Còn em là anh Hồ Thị Trúc rồi em là một lãnh đạo đại diện cho hội người hội nghề tỉnh tại thành phố Kiev của Ukraine. Với tinh thần là lành đùm rách. Rách ít thì đùm rách nhiều. Bọn em nói thật là ba con sừng này ở bên Ukraine một đất nước chiến tranh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà với tấm lòng và cũng như giúp đỡ những người khó khăn hơn. Bọn em về đấy qua công tác cũng phải nhìn được những trường hợp chất độc màu da cam của huyện mình. Bọn em đồng bào bên kia cũng có một tấm lòng rất ít để coi như là gửi đến mọi người là hy vọng cái sự chia sẻ tinh thần thì chia sẻ cái tinh thần thì là được bóng đèn trái thì là được chứ không cần qua đèn đồng biến mong gia đình ta là coi như mọi cái vượt qua được những cái khó khăn này gia đình xin cảm ơn nhà họ đến đây đủ phản không phải phản không phải nha phản không phải có còn đi học rồi chứ mà đi tái cái lần nào học cái cấp hai cái nữa thôi không học được đại học được đi mổ tái thì về thì em có cùng đi mổ tái em này là công tác ở Kiev cho nên là vâng vâng anh em về thì học là tặng quà cho các bạn đi ra chỗ đi vòng thì cũng đi kêu anh là bố mẹ thì mút nhai là không nhai được ăn là phải nghiền ăn nước ấy. Nghiền ăn nước không nhai được bổ đi treo đi bổ đi treo bảy mươi rồi đấy cả sự nghề của mình ở bên Kiev cũng là một cái đất nước chiến tranh cũng khó khăn nhưng mà thì tinh thần là rất ít đùm là rất nhiều bọn em có chút quà nên là đồng viên tinh thần của gia đình là chính đồng viên về mong chẳng cho không bị bỏ nhưng trước không cảm ơn đó thương quá đó. Giờ lại cô tôi
cuốn gần vá. Ukraine về có cái quà, cái tặng quà cho cả bản nhân. Tức là chỗ này là cháu phải nhốt phòng riêng ạ. Đây là bọn em bên kia phải hồi đồng hướng người tình có một cục quà là tốn để đồng viên những cái gia đình bị chất độc màu da cam. Cũng nhân dịp bọn em về thì hội đồng hướng người tình tại Kiev Ukraine có gửi giúp quà là về đồng viên gia đình. Xin cảm ơn. Anh ngồi gần với cháu đi em. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Mọi hồi chờ mọi muốn mấy trăm bà cháu quân chạy mặt bữa. Đem giày đắp chắn nhé. Tỉnh giày là sẽ đắp đơn vị á? Ở đoàn 5 năm chị. Với cái chị thì hồi từ năm 67 vào lúc Quảng Trị luôn ạ. Thằng Hải nó trong tạm nó vào Quảng Trị. Là các đồng chí là chủ tịch hội chất độc da cam của 24 xã thị trấn và các nạn nhân. Hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 2015 có đoàn Việt kiều là hội đồng hương ở Ukraine, Kiev, Ukraine họ từ bên xa về đây nhân cái chuẩn bị đón cái năm 2016 có một món quà tình nghĩa là gửi tặng cho các nạn nhân chất độc da cam đi xin về Nam Đàn. Chúng tôi bây giờ mời là nạn nhân và các hội chủ tịch các hội lên đây để trực tiếp nhận cái số quà này. Tất nhiên là có một số là không thể đi được cho nên là phải tạm được, nhưng mà phải có danh sách đặt mình danh sách ai thì người đó lấy, còn không có danh sách thì cả đồng chí chủ tịch hội cũng làm sao nhận ấy. Và về có trách nhiệm trao lại cho nạn nhân thì sao là vì có số báo cáo với đoàn là có một số không thể đi được, nạn nhân không thể đi được trên cả đồng chí chủ tịch hội của xã là chủ tịch hội chất độc da cam của xã ấy, là đi để là lên nhận về sẵn trả trao lại. Cũng mong các đồng chí hiểu rằng là cái này sẽ đến tân tay đừng có vấn đề gì lăn tăn được cái chuyện hội chất độc da cam. Chúng tôi là làm rất là chú đáo, rất tận tình và rất trách nhiệm, cho nên sẽ đến tận tay của những người đã có danh sách trong đơn này. Thì trước lúc ra hoa thì tôi cũng giới thiệu cả anh cặp chị ở bên đoàn là ở bên Ukraine về có một vài lời phát biểu đối với nạn nhân chất độc da cam của nhà của chúng ta. Kính thưa các bác và các anh các chị, là hôm nay thì có anh Hồ Thị Trúc là đại diện của hội đồng hương thì tỉnh tại Kiev Ukraine và anh Nguyễn Văn Long cũng là những người con xứ nghệ làm ăn ở xa quê. Thì ở bên kia thì còn rất là khó khăn bởi vì chiến tranh, như con theo dõi thời sự ta biết họ cũng đang sống trong cái nơi mà hòn tên mũi đạn, nhưng mà nghĩ đến quê hương, nghĩ đến những người có công về cách mạng, những anh lính ngày xưa là sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Và khi trở về thì mang trong mình một chất độc da cam truyền lại cho con, cho cháu và đến nay là thế hệ thứ ba nữa. Cho nên anh Hồ Thị Trúc sẽ lên chia sẻ tâm sự với bà con một chút về thì tình cảm của bà con bên đó hướng về quê hương. Kính thưa bà con cô bác, tôi là một
tâm thì người lãnh đạo của quận Hương Tây thì thành công kém thì tổ chức của chúng tôi ở bên đó không phải là bà con của hai tỉnh chưa rét cho là bẩm lên tâm bởi vì chúng tôi ở bên đó rất ít người do đó chúng tôi mới tham nhập hội chung ở bên kia. Năm trước mỗi lần đi làm ở đâu đó thì là chị đây là chị nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch là chị đại diện cho hội chúng tôi đi để mà trao quà, bởi vì nói thật thật với các cô các bác các anh các chị là mỗi một lần chúng tôi về như thế này là không phải đơn giản để mà về để đi trao quà này thì cũng không đủ kinh tế, không đủ khả năng để về đi trao quà cho các anh các chị các cô các bác được, mà phải nhờ bác Cẩm Thạch đây đấy, bác đi làm cái chuyện đó đấy. Nhưng đợt này lại rất là trùng hợp ở chỗ là tôi mới đi anh Nguyễn Văn Long đây là hai anh em đều ở trong cái ban chấp hành hội đồng hương Nghệ Tĩnh bên đấy là có công việc riêng của gia đình mới cùng kết hợp, thì chúng tôi muốn rằng là cũng nhân dịp là coi như sắp tới là năm mới đấy thì là chúng tôi có một chút tấm lòng của đưa san sẻ một chút tấm lòng của bà con ở bên đó về để cùng chia sẻ với nỗi đau với các cô bác các anh các chị với các trường hợp mà bị chất độc làm như da cam, bởi tôi nghĩ rằng là chiến tranh thì nó sẽ để lại những cái hậu quả rất là nặng nề, mà trong đó nó tất cả chúng ta là một đất nước đã trải qua chiến tranh, cho nên cái vấn đề đau đớn nhất mà hiện nay tôi đã nhận thấy rằng là cái đấy là di chứng của chiến tranh, đấy chính là tiếng làm nhân chất độc da cam. Bởi vì những trường hợp mà hy sinh mất mát, mọi việc nó qua đi, cái nỗi đau cũng có thể là giảm dần, nhưng mà cái nỗi đau này của các anh các chị, của bà con cô bác ta vì phòng chất độc da cam thì thực sự là đau đớn vô cùng và nó đau dai dẳng chưa biết đến lúc nào. Đấy, do đó những cái tấm lòng của chúng tôi ở bên đó gửi về cũng rất là nhỏ nhoi thôi, nhưng đấy chính đã đem hết tất cả cái trái tim, cái tấm lòng, cái những cái chia sẻ của bà con bên đó đến đối với không biết nói làm sao, chỉ hy vọng rằng qua các sự việc là nhỏ như của chúng tôi đây để thức tỉnh, để đánh động, để mong muốn tất cả các tổ chức đoàn thể xã hội mong muốn tất cả cùng chung tay chung sức để có thể là chia sẻ cái nỗi đau này đối với bà con, không phải là riêng của ta, mà không phải là riêng của huyện ta, của tỉnh ta, mà của cả toàn quốc. Đấy, đấy là thực sự đấy là những cái thông điệp mà tấm lòng của chúng tôi muốn nhắn nhủ đến. Thế do đó là thời gian của chúng tôi thực sự là cũng không có nhiều hơn nữa. Thế bây giờ chúng tôi có một chút tấm lòng, bây giờ là chúng tôi xin trao lại với bà con và mong rằng năm mới sắp tới thì 2016 chúng tôi xin là gửi tới bà con. Đấy, thế cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Dạ vâng. Nguyên đi tự Nam Thương. Xa rồi thôi. Chỗ là mình cháu. Chị là nhân cái đứng châu thôi. Tên đi tự Nam Tâm. Ai cho tên đi. Tôi đây. Tứ đây. Anh cứ đứng đấy. Anh cứ đứng đấy. Trần Văn Sâm, Nam Lộc. Bùi Can Thể, Xuân Hoa. Nguyễn Hưng Tuyền, Nam Xuân. Hoàng Thị Bảy, Hồng Tiến. Đứng chào, đứng chào. Thấy nha. Trần Ngọc Loan, Hồng Long. Lấy chào đấy. Có nhìn thấy. Thấy cho bộ đấy. Trần Anh Tuấn, Xuân Lâm. Anh Tuấn, Xuân Lâm. Phạm Thị Thánh, Nam Giang. Chúng tôi trôi đấy, nhân thấy đấy. Nguyễn Văn Hồng, Kim Liên. Hà Ngọc Phước, Khánh Sơn. Khánh Sơn, anh Bá ơi. Hà Ngọc Phước, nó đó đó. Trần Văn Lịch, Nam Trung. Nguyễn Xuân Nam, Nam Kim. Có. Hồ Thị Thẩm, Nam Phúc. Đây hả? Dạ xong rồi, anh mời cả anh ra đây để lấy lại. Anh sao không có đâu? Anh sao không có đâu? Lấy thì là anh Nam Cát ạ. Chưa, năm cả đó bà ấy đưa lại cho bọn tôi. Bỏ không?
Còn bác tôi thay mặt cho nạn nhân Nam Đàn, tôi nhận và tôi có trách nhiệm trả lại cái yên tâm của đoạn nạn vì họ không đến đấy. Chủ tịch xin đảm bảo. Ai phải cầm máy này. Chị bắt đầu đến Nam Đan về nha, họ ở đó chứ. Đến đây rồi hả? Rồi. Bà kia có là biết đúng, biết đường đúng. Ta về đó, ta đến chỗ đó ta chơi. Đâu con. Ba bà cái đấy là đối tượng. Ngoài ra các đối tượng trực tiếp thì hiện tại bây giờ nó có một trường hợp là 45. Còn giới thiệu bên này các bạn thì đấy là có các anh, các chị, quản trị đến thật đến, tức là người đồng hương Nghệ An, người tỉnh cho thằng bây giờ đồng và làm việc ở Ukraine. Lấy mấy ảnh luôn. Dù là của mình nhưng thực sự mà nói là nó không của những ai, không của cả xã hội quan tâm để mà chăm lo chăm sóc đến. Và qua cái việc nhỏ nhoi này cũng muốn để cho tất cả các tổ chức xã hội, tất cả mọi người nếu như biết được rằng ở trên quê hương của chúng ta vẫn còn những mảnh đời như thế này, hy vọng mọi người hãy suy nghĩ một chút, hãy mở cái tấm lòng nhân ái của mình để gọi là chung tay hỗ trợ nhau để vượt qua các cái cơn hoạn nạn đúng như tinh thần nghề nghiệp của chúng ta. Đấy, rồi tôi có tâm niệm là của một cái lời của một người ai, một nhà văn nào đó, người ta nói rằng là trong mỗi con người chúng ta đều tồn tại một ngôi chùa, đấy chính là tâm hồn và lương tâm. Mỗi khi mà giúp được ai đó thì chính là trong người ấy có phật. Vâng. Chính vì thế mà chúng tôi cũng quan niệm như thế, và cũng muốn làm sao đó tất cả những ai biết quan tâm, biết san sẻ, biết yêu thương hãy đến với nhau dù đó trong cái hoàn cảnh gọi là bi đát nhất đấy. Thế thì hy vọng tất cả chúng ta cùng giúp đỡ với nhau để chia sẻ cùng chia sẻ để cho xoa dịu bớt nỗi đau. Đây là tất cả chút nhỏ nhoi chúng tôi trong lòng của tôi đây gửi đến bà con đấy, hy vọng bà con nhận. Không phải là ngoài cái tình cảm của anh em chúng tôi về một phần đấy chính là gọi như của hơn 40 gia đình người chứng nghệ ở tại Kiev gửi đến bà con gọi là năm mới cố gắng là làm sao đó là để vượt qua những cái nỗi đau của chính bản thân và những năm mới đến nhiều cái may mắn sẽ đến đấy. Thế bây giờ tôi xin gửi đến cho bà con cô bác là chút quà này của đồng hương nghệ tĩnh thành phố Kiev, mong bà con nhận và hiểu được tấm lòng của chúng tôi, những người đã vượt thì gọi là nửa vòng thời gian để đến đây cho bà con. Mời những trường hợp ấy nhưng mà mời bác, có lẽ mời các bác đến đây nhận cái, có lẽ mời các mấy người đấy, dạ, bây giờ mình sẽ quay một phút đi cần. Vâng. Chị hay ngồi đợi hôn rồi đứa xuống ra đáo để cho bố người vậy đó. Bác sĩ cho họ quay bố vậy rồi nè. Trong hợp của anh cũng ngồi chị lên với nhau nhé. Đóng chứ. Đây nó có hai trường hợp của Nguyên Bắc đấy. Đây đây hai. Hai Nguyên Bắc đi người nhà vào cái đó ta ra. Nguyên Bắc hả? Không Nguyên Bắc người nhà đến đây rồi ạ. Như thế đó, là rất cảm ơn những người con xứ Nghệ sống trên đất thì chúng tôi tuy ở nhà nhưng mà hy sinh sự nghiệp là của tổ quốc, trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam, nhưng mà các chủ là sinh ra và lớn lên ở đất xứ Nghệ đã sống đất nơi quê người, chúng tôi sẽ rời cái ép tôi không phải đơn giản đâu, cuộc sống nắng lộn đi còn là thế được này thế được khác. Nhưng mà các chủ người về đến tổ quốc quê hương
thì chúng tôi là không kể công với Tổ quốc, là Tổ quốc hướng về Tổ quốc. Chúng tôi bây giờ là những người ảnh hưởng sức khỏe trong chiến tranh, bây giờ là cùng từ với mình. Ngoài ra xã hội thì mình đã chế độ các chủ đã hướng về Tổ quốc thân yêu, thì bây giờ tuy tấm lòng là nhỏ, nhưng cái nghĩa lực rất là lớn. Vì hướng về Tổ quốc thì chúng tôi cũng sẵn sàng là lá rành, là đùm lá rách, rồi là lá ít rách hơn, đùm lá rách nhiều. Chúng tôi cố gắng đồng viên con cái, thì chúng tôi phấn đấu để làm cho tròn nhiệm vụ một người dân là Việt Nam ta, mình nhất là sự nghề quê hương Hồ Chí Minh vĩ đại. Thì chúng tôi đâu thay mặt cho những người anh em đây là xin cảm ơn tấm lòng của bà con ta ở Tổ quốc bên kia, hướng về Tổ quốc của chúng ta. Thì chúng tôi xin cảm ơn các vị đại gia đình bên kia sống một cuộc sống là hạnh phúc, rồi cùng đứng trăn trở với một cuộc sống ở đất khách quê người, làm sao mà tròn vẹn hạnh phúc gia đình, rồi với đóng góp của xã hội là hướng về Tổ quốc thân yêu của chúng ta. Thì chúng tôi hứa là những người là tàn tật, những người bệnh tình, những cháu này thì cha mẹ là cố gắng là thanh thóc giúp đỡ. Ngoài ra xã hội quan tâm ở lãnh đạo địa phương như huyện Hưng Nguyên ta đây quan tâm, ngoài ra tấm lòng chúng tôi rất thích cảm ơn, tuy ít nhưng mà tấm lòng rất thấu, vô cùng là tốt tươi đẹp. Những cái chuyện ngây xưa xảy ra thương sơn. Như anh đây là người ông Châu với tôi, thì mời cái chuyện anh đây là mình định bắn 169 vào Côn Đảo, nó bẻ ba cái răng, bắn ba cái răng. Máy sập máy lúc đinh nổi tao mang nó lúc đinh nó tao chết rồi. Cùng nhau để về để làm những cái việc gọi là thiện nghĩa, những việc là có những theo đạo lý, những việc có những để mà xoa dịu bớt cái nỗi đau cho các cô chú, các cô, các bác, các em, các cháu của chúng ta. Đấy, thế cũng là trong năm mới đến cho cháu cũng chúc chúc các cô chú của chúng ta đây năm mới đến sắp đến rồi là có những mạnh khỏe, có những là may mắn và thuận lợi. Vâng, chào xin hết ạ. Để người tốt thì quá chiến tranh thôi, thì dù mình mấy trăm thì phải vất vả. Bác trước là ở trong chiến trường đi chiến trường đi bộ đội 2 lần, năm 71 đi bộ đội 1 lần, tháng 78 để tổng đồng viên lại 1 lần nữa, lên được 2 lần thì nhân lên 2 thời bộ đội, 2 thời bộ đội, có 2 quyết định bộ đội, có 2 lý lịch quyết định bộ đội. Rồi bác ơi, dạ bác cái phong bi rồi bác, dạ đúng rồi. Dạ. Cho chúc đạo diễn đấy. Quay mấy cuốn này cả. Dấu mối bên đây là có dấu nữa à? Đây rồi. Bao giờ dấu nghe đi nước ngoài đấy mắn. Tức là được gọi là người ta bảo con cho anh bão, hy vọng rằng trong các cái
tổ chức đoàn thể và nhân xã hội nào đó biết các cái việc làm của chúng em thì để nhân rộng ra các cái vấn đề là các cái lòng tốt của nhân rộng ra thì để hỗ trợ thêm được cho những cái trường hợp là khó khăn của anh hoặc là của những trường hợp khác. Thì chúng em đến đây cũng với cái tấm lòng chia sẻ, đường xa xa xôi từ bên kia đến chúng em bay đến cả đến mấy tiếng đồng hồ về đây mới được tiếng kia giờ cũng rất mệt mỏi, nhưng mà trước cái việc làm của trước các cái hoàn cảnh của các anh các bác các cô và con cô bác ta ở đây từ sáng đến nay đi thì em thấy các cái mệt mỏi các bạn của chúng em chẳng là cái gì cả so với những cái nỗi đau của cái bất hạnh của các anh chị sẽ phải chịu. Đấy, tôi hy vọng rằng qua cái chút nhỏ này chúng em gửi tấm lòng của bà con ở bên đó gửi đến các anh một chút quà để chúng em chia sẻ, hy vọng là anh có anh nhận và có những lòng cũng là năm mới để có những mong cảm đến là nhân cảm thấy người bà con đang định cư nước ngoài đây là đến có đây là thành phố kia ở đây là nhờ đến là gia đình tôi là cũng tất cả cũng như nghệ an là tôi cảm ơn tâm lòng bà con ở bên đó chia sẻ mặt vui là giúp đỡ tôi, rất cảm ơn các anh, xin cảm ơn. Yeah.